Vâng, rất vui được gặp lại các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Tân Cảng nha các bạn. Thì ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ thôi, mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe mà mình đã từng trải nghiệm rồi, chạy rất là êm luôn, cách âm rất là tốt, và nằm trong phân khúc là dòng sedan, thì rất thích hợp nào cho các bạn nào chúng ta để mua để mà chạy gia đình. Đó chính là một mẫu Corolla Altis 1.8G số tự động đời 2020 nha các bạn. Xe này thì mới vừa được công ty mình thu về, chưa có qua dọn dẹp hay là vệ sinh gì hết, hiện trạng cái xe còn y nguyên luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi quay sơ bộ về cái xe này cho các bạn nào chúng ta cảm thấy yêu thích cái mẫu xe này thì hãy gọi nhanh cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về cái xe này nha các bạn. Vâng, xin mời các bạn. Cái điều đặc biệt ở chiếc xe này là mới đi được có 18.000 km nha các bạn. Hiện trạng thì nước sơn zin từ đầu cho tới đuôi luôn, chưa từng làm đồng sơn lại, chưa từng sơn lại bất cứ chỗ nào nha các bạn. Đó, rất là đẹp luôn, một mẫu xe màu đen rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi tổng quan về cái xe này, về ngoại thất, nội thất, và mình sẽ công bố về cái giá luôn, để cho các bạn có những cái nhìn thực tế nhất về xe. Thì nếu như các bạn nào yêu thích cái mẫu xe này, muốn sở hữu mẫu xe này thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể về chi phí lăn bánh. Vâng, xin mời các bạn cùng mình đi cận cảnh cái xe này. Về tình trạng đầu trước này, đó các bạn thấy đèn, rồi cản, mọi thứ zin theo xe luôn, rất là mượt luôn. Có thể nói thì chủ xe này chạy rất là kỹ, không có từng bị qua quẹt ở đâu nha các bạn. Các bạn để ý thấy cái xe này là hiện tại mới vừa về bên mình, chưa có rửa luôn, chưa có rửa lại luôn. Thì mình muốn quay cận cảnh cho các bạn thấy, đèn là đèn zin theo xe nha các bạn, đó rất là sáng luôn. Đèn led đây, về tình trạng mâm lốp nha các bạn, đây các bạn thấy mâm thì không một vết trầy, lốp thì mới đi được có 18.000 km thôi, cho nên lốp này thì phải chạy khoảng độ thêm 50-60.000 nữa mình mới có thay nha các bạn. Và tất cả các lốp đều zin theo xe, zin theo xe, chưa từng thay nha các bạn. Màu đen rất là đẹp luôn, rất là sang. Về cái phụ kiện bên ngoài xe này thì đã được chủ trang bị là che mưa, chén cửa, dán phim, phụ kiện cơ bản. Những phụ kiện cơ bản đã được trang bị trên xe nha các bạn. Tình trạng lớp sau cũng vậy luôn nè. Lớp sau thì cũng zin theo xe luôn, mâm thì không có trầy, còn rất là mới. Sử dụng lớp đun lớp nha các bạn. Về phía sau của xe này thì đã được trang bị thêm cái cản phía sau này, đó dạng giả hai ống bô nha các bạn. Thì zin của nó không có, chủ người ta độ thêm. Nhìn cái xe rất là thể thao luôn. Máy động cơ 1.8 rất là mạnh mẽ nha các bạn. Dãy đèn sau rất là đẹp luôn này, đó bạn thấy không, nó vuốt từ phía trước nó vuốt ra phía sau này, ánh đỏ rất là đẹp. Đó, phần cửa này thì hiện tại nó chưa có vệ sinh, xe này chưa có vệ sinh cho nên các bạn thấy nó sẽ cái màu sơn nó sẽ không được bóng bẩy. Thì sau khi hoàn thành quá trình làm đẹp á, bên mình sẽ đánh bát lại toàn bộ cái xe này thì nó sẽ sáng bóng nha các bạn, nó như xe mới luôn. Quay tổng thể cho các bạn xem, đây các bạn thấy những cái chậu giáp mí này nè, nó rất là liền lạc luôn, chưa từng một lần tháo ra, nó rất là liền lạc luôn, chứng tỏ cái xe này chưa làm đồng sơn luôn nha các bạn, chưa làm đồng sơn luôn. Về thời hạn đăng kiểm và đường bộ tới tháng 8 năm 2022 luôn nha các bạn, cho nên các bạn cứ yên tâm mà chạy. Chạy khoảng độ 1,5 năm nữa mình mới quan tâm đến những vấn đề này. 1,5 năm nữa nha các bạn. Và khi các bạn mua cái xe này á thì cái đăng kiểm và cái đường bộ vẫn được giữ nguyên, tại vì nó tính theo số khung và số máy nha các bạn. Nên các bạn cứ yên tâm mà dùng, không có ảnh hưởng về vấn đề pháp lý của xe nha các bạn.
Và bây giờ mình tiến hành mình vô trong mình coi cái nội thất xe nha các bạn. Bạn thấy này, màu kem này, rất là sáng bóng luôn. Ghế thì nó có dơ đó, thì bên mình sẽ vệ sinh lại như mới nha các bạn. Các bạn không cần phải quan tâm đến mấy vấn đề này, tại vì cái xe này chưa vệ sinh cho nên các bạn thấy nó dơ vậy đó. Gập gương này, tự động này nha các bạn. Khóa chống trượt này đó, cảm biến sao này. Vô lăng thì tích hợp những cái phím bấm số tự động dính dắt nha các bạn. Đầu DVD, điều hòa tự động dặn những phím đàn. Có luôn cái trải táp lô nha các bạn. Đây, số km thực tế của xe nè, 18.844 km nha các bạn. Bệ tựa tay này, để đây hai chai nước. Thì hiện tại chìa khóa xe này thì vẫn còn hai chìa zin theo xe luôn nha các bạn, chưa từng mất. Còn hai chìa xe zin theo xe như xe mới vậy đó. Mình để chai nước này. Trần xe thì cũng có một số cái vết dơ cho tay bộ vào, thì bên mình sẽ vệ sinh lại thì hoàn toàn như xe mới luôn nha các bạn. Có cruise control nè, đó hay. Để mình mở cái cốp sau cho các bạn xem tình trạng cái cốp sau nha các bạn. Tại vì nói chung các bạn cũng ở xa, có một số các bạn chúng ta ở tỉnh mà chúng ta lên Sài Gòn này để mua xe thì rất tốn nhiều thời gian và công sức, cho nên mình sẽ quay tổng thể nhất về xe luôn để cho các bạn thấy rõ về xe. Để khi mà các bạn đã xác định các bạn lên đây để các bạn xem xe là chỉ có việc mua thôi, chứ không phải là đi lên rồi về tay không nha các bạn. Cốp này đó, sùng chỉ còn nguyên zin luôn, chưa một lần cắn đụng nha các bạn. Mở cái cốp xạ cho bạn xem. Lớp xe cua này đã hạ rồi, hạ để mà đảo bánh nha các bạn, cho nó đều cái lớp. Chứ nói chung thì các bạn đi xe chúng ta không nên để cái lớp xe cua một chỗ. Mỗi lần các bạn đi bảo dưỡng chúng ta nên hạ cái lớp xe cua xuống để chúng ta đảo vỏ cho nó đều các vỏ với nhau và nó không có bị ăn mòn một cái lớp nào hết. Nếu chúng ta để lâu quá, một ngày nào đó chúng ta hạ xuống mà ta thay á, thì sẽ có một lớp bị ăn mòn, thì nó sẽ mau hư cái lớp đó nha các bạn. Túi đồ nghề còn nguyên luôn này. Thứ cũng rất là mới. Phía sau thì đối với những mẫu sedan hạng B này thì phía sau ngồi rất là rộng rãi nha các bạn. Các bạn thể thấy nè, nhìn rất là rộng rãi luôn. Ví dụ chúng ta gia đình mà chúng ta hay chở ba mẹ gì đó, người lớn tuổi á, ngồi sao phải thoải mái thì sẽ dễ chịu hơn nha các bạn. Ngã lưng rất là thoải mái, có cái tựa tay ở giữa này, ta kéo xuống. Để trên nước đây. Bạn xem cái động cơ phía dưới nha. Thì nói chung cái mẫu xe này thì dạng cái mẫu xe lướt rồi, nó không có bị vấn đề gì hết, cho nên thì quan trọng chỉ là về giá thôi nha các bạn. Động cơ này chạy rất là êm ru luôn. Các bạn nghe thấy cái tiếng êm ru luôn. Dual VVT-i, loại động cơ mới nhất của Toyota bây giờ. Tiết kiệm nhiên liệu, độ bền cao, và đặc biệt là xe này rất là bốc nha các bạn. Mình đã từng có cơ hội để mình trải nghiệm cái xe này thì trên cao tốc rồi. Thực sự mà nói thì khi mà các bạn vô cái số S á, số thể thao Sport á, chạy rất là bốc luôn. Và nó không, mỗi lần đi qua những cái G á các bạn, nó hạ xuống nhẹ nhàng lắm kìa, chứ không phải là kêu cọc cọc như những cái xe mà thường đâu. Phuộc nó nhúng rất là nhẹ nhàng. Mình đã từng giao một chiếc xe như thế này về Cần Thơ rồi, thì đi chung với khách hàng thì khách hàng rất là hài lòng luôn.
thực sự mà nó rất là hài lòng về cái mẫu Altis này. Cabo zin. Đó, thì mình đã quay tổng thể về cái xe này cho các bạn tham khảo rồi đấy. Mình xin điểm lại cái xe, thông tin cái xe nha các bạn. Đây là Cora Altis 1.8G số tự động đời 2020 nha các bạn. Hiện tại thì cái xe này còn bảo hành toàn quốc luôn. Nó như xe mới vậy đó, các bạn có thể đi bất kỳ đại lý Toyota nào vẫn được bảo hành nha các bạn. Và cái xe này chạy được có 18.000 km thôi. Và hiện tại cái xe này đang được chào bán với mức giá là 740 triệu nha các bạn. Chỉ 740 triệu thôi. Còn đối với cái xe này mà các bạn mua mới đời 2021 á, thì chúng ta phải trả cái tiền luôn lăn bánh luôn á là 890 triệu. Thì so với 740 triệu này thì chúng ta chọn cái xe này á thì chúng ta sẽ tiết kiệm được 150 triệu nha các bạn. 150 triệu một đời xe thôi. Đó. Thì tùy vào điều kiện của các bạn mà chúng ta cân nhắc lựa chọn cái xe cũ và xe mới sao cho hợp lý. Thì nếu như các bạn quan tâm đến mẫu xe này, muốn biết rõ hơn về chi phí lăn bánh cũng như những cái thủ tục mua bán xe qua sử dụng á, thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn. Vâng, và cũng xin cảm ơn các bạn đã xem clip review cái xe này của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.